Xin chào các em, cô trò chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết học của môn địa lý 8. Trước khi vào bài mới thì cô có câu hỏi như sau. Các em hãy quan sát lên lược đồ các đới khí hậu châu Á và kiến thức đã học cho cô biết Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào và thuộc kiểu khí hậu nào. Các em sẽ đọc bảng chú giải và quan sát lên lược đồ. Chúng ta sẽ dễ dàng xác định được Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới của bán cầu Bắc và thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Khí hậu là một trong những nhân tố quyết định cảnh quan tự nhiên Việt Nam. Cùng với địa hình, khí hậu có tác động đến sự hình thành lớp phủ thổ nhưỡng, thực vật, sự sinh sống và cư trú của các loài động vật, cho đến chế độ thủy văn. Hơn thế nữa, khí hậu đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nên các đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam. Vậy khí hậu Việt Nam có những đặc điểm gì? Những nhân tố nào có vai trò cơ bản trong sự hình thành khí hậu ở nước ta? Chúng ta sẽ cùng tìm lời giải đáp trong bài học ngày hôm nay. Bài 31, đặc điểm khí hậu Việt Nam. Bài học ngày hôm nay gồm có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. Và nội dung thứ hai, tính chất đa dạng và thất thường. Các em lưu ý, khi nào các em thấy xuất hiện biểu tượng cuốn tập và cây bút thì các em sẽ hoàn thiện những nội dung đó vào trong tập của mình nhé. Chúng ta tìm hiểu tính chất đầu tiên, một nhỏ, tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. Trong phần 1 này, chúng ta sẽ làm rõ những biểu hiện của tính chất nhiệt đới, tính chất gió mùa và tính chất ẩm của khí hậu nước ta. Hai nhỏ, tính chất nhiệt đới. Các em sẽ đọc bảng nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm ở nước ta từ Bắc vào Nam như Lạng Sơn, Hà Nội, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Tiên. Và nhận xét về nhiệt độ ở nước ta từ Bắc vào Nam. Nhìn vào bảng số liệu thì chúng ta sẽ thấy là hầu hết các địa điểm, các tỉnh ở nước ta đều có nhiệt độ trung bình năm trên 21 độ C. Và nhiệt độ thì tăng dần từ Bắc vào Nam. Càng vào phía Nam thì nhiệt độ càng cao. Vậy vì sao nhiệt độ của nước ta lại cao như vậy? Bởi vì nước ta nằm hoàn toàn trong khu vực nội trí tuyến của bán cầu Bắc, cho nên có góc chiếu của mặt trời lớn. Vì vậy mà hàng năm nhận được lượng bức xạ của mặt trời lớn, cho nên nhiệt độ của nước ta cao quanh năm là như vậy. Nhận nguồn nhiệt năng lớn, bình quân 1 mét vuông lãnh thổ nhận được trên 1 triệu kilocalo. Số giờ nắng cao từ 1.400 đến 3.000 giờ trên một năm. Nhiệt độ trung bình năm trên 21 độ C. Các em nhìn thấy biểu tượng cuốn tập và cây bút thì các em hãy hoàn thiện những nội dung này vào trong tập của mình nhé. Các em đọc bảng số liệu về nhiệt độ của các trạm khí tượng Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, trạm khí tượng Hà Nội sẽ đại diện cho khí hậu miền Bắc. Trạm khí tượng Huế sẽ đại diện cho khí hậu miền Trung. Và trạm khí tượng thành phố Hồ Chí Minh sẽ đại diện cho khí hậu miền Nam. Và dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết những tháng nào có nhiệt độ giảm dần từ Nam ra Bắc. Và tại sao ở phía Bắc thì nhiệt độ lại thấp hơn ở phía Nam? Nhìn vào bảng số liệu thì chúng ta sẽ thấy đó là từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau thì nhiệt độ sẽ giảm dần từ Nam ra Bắc. Và đây cũng là thời gian của mùa đông ở nước ta. Vào mùa đông thì khí hậu miền Nam luôn cao nhất và thấp nhất là khí hậu của miền Bắc. Vậy tại sao nhiệt độ của các tháng đó lại giảm dần từ Nam ra Bắc? Nguyên nhân đó là do lãnh thổ của nước ta trải dài trên nhiều vĩ tuyến. Và đặc biệt là vào mùa đông, ở miền Bắc của nước ta chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
Vậy gió mùa có tính chất như thế nào? Chúng ta sẽ chuyển sang phần B. B nhỏ, tính chất gió mùa. Các em sẽ quan sát vào lược đồ và nội dung trong sách giáo khoa cho biết nước ta chịu ảnh hưởng của những loại gió mùa nào, hướng gió và tính chất. Đọc bảng chú giải phần chế độ gió thì chúng ta sẽ thấy là nước ta chịu ảnh hưởng của hai loại gió mùa, đó là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ. Gió mùa mùa đông thì thổi theo hướng đông bắc, có tính chất là lạnh, khô. Còn gió mùa mùa hạ thì thổi theo hướng tây nam, có tính chất là nóng, ẩm và mưa nhiều. Khí hậu có hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió. Mùa đông lạnh khô với gió mùa đông bắc, mùa hạ nóng ẩm với gió mùa tây nam. Vậy vì sao hai loại gió mùa này lại có đặc tính trái ngược nhau? Chúng ta sẽ đi xét về nguồn gốc hình thành của hai loại gió mùa này. Về gió mùa hướng đông bắc, xuất phát từ áp cao Siberia trong lục địa ở trên vĩ độ cao cho nên sẽ có tính chất là khô và lạnh. Còn gió mùa hướng tây nam thì xuất phát từ các áp cao nằm ở vùng vĩ độ thấp như là áp cao Nam Ấn Độ Dương và áp cao Australia từ ngoài biển thổi vào cho nên sẽ có tính chất là nóng ẩm và gây mưa nhiều. Hai loại gió mùa này khác nhau, có tính chất khác nhau do nguồn gốc xuất phát khác nhau. C. Tính chất ẩm. Quan sát vào biểu đồ phân bố lượng mưa của Việt Nam, em có nhận xét gì về lượng mưa của nước ta? Chúng ta sẽ đọc bảng chú giải và chúng ta sẽ thấy là phần lớn lãnh thổ của nước ta có gam màu là xanh dương, từ đậm cho đến nhạt, chứng tỏ nước ta có lượng mưa lớn, trung bình là từ 1.500 cho đến 2.000 mm trên một năm. Vậy tại sao một số địa điểm như là Bắc Quang ở Hà Giang, Hoàng Liên Sơn ở Lào Cai, Huế hay là Hòn Ba ở Quảng Nam lại có lượng mưa lớn? Bởi vì những địa điểm này nằm ở vùng núi cao và nằm ở vị trí sườn đón gió ẩm. Lượng mưa lớn từ 1.500 đến 2.000 mm trên một năm, độ ẩm cao trên 80%. Cô có câu hỏi như sau: vì sao Việt Nam nằm cùng vĩ độ với các nước ở khu vực Tây Nam Á và Bắc Phi nhưng lại không bị khô hạn như các nước ở trong khu vực này? Đó là do lãnh thổ của nước ta hẹp ngang, lại nằm giáp với biển, cho nên các khối khí di chuyển qua biển sẽ mang theo một lượng mưa và độ ẩm lớn vào nước ta, đặc biệt là từ gió mùa Tây Nam. Như vậy, chính gió mùa đã mang lại lượng mưa lớn, độ ẩm cao và hạ thấp nhiệt độ của không khí. Đây cũng chính là nét độc đáo của khí hậu nước ta. Bên cạnh tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thì khí hậu nước ta còn có tính chất đa dạng và thất thường. Chúng ta chuyển sang phần 2, tính chất đa dạng và thất thường. A nhỏ, tính chất đa dạng. Các em sẽ dựa vào lược đồ khí hậu chung và nội dung trong sách giáo khoa cho biết theo không gian khí hậu nước ta phân hóa thành mấy miền. Khí hậu nước ta phân hóa thành 4 miền. Thứ nhất là miền khí hậu phía Bắc. Thứ hai, miền khí hậu Đông Trường Sơn. Thứ ba,
miền khí hậu phía Nam, và thứ tư, miền khí hậu biển Đông. Vậy bốn miền khí hậu này có sự khác nhau như thế nào? Thì các em sẽ đi tìm hiểu về giới hạn và đặc điểm của bốn miền khí hậu. Các em hãy nhấn nút tạm dừng video để hoàn thiện bảng này nhé. Trên đây là phần chuẩn kiến thức của cô. Miền khí hậu thứ nhất là miền khí hậu phía Bắc. Về giới hạn, từ dãy Hoành Sơn trở ra. Về đặc điểm khí hậu, mùa đông lạnh, ít mưa, đến nửa cuối mùa đông thì có mưa phùn. Còn mùa hạ thì nóng, ẩm và mưa nhiều. Còn miền khí hậu Đông Trường Sơn, từ dãy Hoành Sơn cho đến Mũi Dinh, đặc điểm là mùa mưa là vào mùa thu đông. Còn miền khí hậu phía Nam, giới hạn là từ dãy Bạch Mã 16 độ trở vào. Khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm, có hai mùa rõ rệt, đó là mùa mưa và mùa khô. Còn khí hậu biển Đông, giới hạn là vùng biển Việt Nam. Đặc điểm là mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương. Khí hậu phân hóa theo không gian. Thứ nhất là theo chiều từ Bắc vào Nam thì có bốn miền khí hậu. Miền khí hậu phía Bắc từ Hoành Sơn trở ra, mùa đông lạnh, ít mưa, cuối đông thì ẩm ướt, mùa hè nóng, ẩm, mưa nhiều. Khu vực Đông Trường Sơn thì mùa mưa vào thu đông. Miền khí hậu phía Nam, khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ cao, mùa mưa và mùa khô tương phản sâu sắc. Khí hậu biển Đông mang tính chất hải dương. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quây. Hầu hết các em đều được nghe những câu hát này trong bài Sợi Nhớ Sợi Thương rồi đúng không nào? Vậy dựa vào hai câu hát này hãy cho cô biết sự phân hóa của khí hậu nước ta. Đó là ở bên sườn phía Tây của dãy núi Trường Sơn thì có mưa, do sườn phía Tây của dãy núi Trường Sơn này là sườn đón gió. Còn ở bên phía Đông thì chúng ta thấy là có nắng, bởi vì ở bên phía Đông, sườn phía Đông của dãy núi Trường Sơn thì là sườn khuất gió cho nên sẽ nắng nóng và khô. Như vậy, theo không gian, khí hậu nước ta còn có sự phân hóa theo chiều từ Tây sang Đông. Khí hậu phân hóa theo chiều từ Tây sang Đông. Ngoài ra, theo không gian, khí hậu nước ta còn có sự phân hóa theo độ cao, thể hiện rất rõ ở khu vực núi cao, như là Sapa, Lào Cai, Tam Đảo, Vĩnh Phúc hay Đà Lạt, Lâm Đồng, vân vân. Phân hóa theo không gian, theo chiều từ thấp lên cao. Các em quan sát vào bốn hình ảnh sau và cho biết những hình ảnh này tương ứng với những mùa nào ở nước ta. Các em sẽ dễ dàng nhận ra số 1 là mùa xuân, số 2 mùa hạ, số 3 mùa thu và số 4 mùa đông. Nhưng mà trên thực tế thì nước ta chỉ có 2 mùa thôi, đó là mùa hạ và mùa đông. Còn mùa xuân và mùa thu ở nước ta thì chỉ mang tính chất chuyển tiếp giữa mùa hạ và mùa đông, chứ nó không thể hiện rõ rệt như là các nước ở khu vực ôn đới. Như vậy là ngoài sự phân hóa theo không gian, thì khí hậu của nước ta còn có sự phân hóa theo thời gian, tức là theo mùa. Phân hóa theo thời gian, theo mùa. B. Tính chất thất thường. Tính thất thường của khí hậu nước ta được thể hiện đó là năm thì rét sớm, năm thì rét muộn, năm mưa lớn, năm lại khô hạn, năm ít bão, năm lại nhiều bão,
Từ đó mà công tác dự báo thời tiết và xác định thời vụ gặp rất nhiều khó khăn. Những năm gần đây, các nhiễu loạn khí tượng toàn cầu đã tác động mạnh đến khí hậu nước ta, làm tăng tính đa dạng và thất thường của thời tiết và khí hậu nước ta. Đó là hiện tượng El Nino. Đây là hiện tượng nóng lên khác thường của nước biển ở vành đai xích đạo, với chu kỳ từ 8 cho đến 11 năm, hoặc là từ 2 cho đến 3 năm. Thường xảy ra các thiên tai như là mưa lớn, lũ lụt ở vùng này, hạn hán và cháy rừng ở vùng khác. Và La Nina. La Nina là hiện tượng làm cho gió mùa ở châu Á và phía đông Australia mạnh hơn, thúc đẩy sự phát triển của các cơn bão. Nó làm cho nhiệt độ của nước biển lạnh đi một cách bất thường. Biến động thất thường, có năm rét sớm, có năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn. Tính thất thường của khí hậu chủ yếu diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Như vậy, sau khi tìm hiểu xong bài đặc điểm khí hậu Việt Nam, thì chúng ta sẽ rút ra được kết luận đó là khí hậu nước ta được hình thành do 3 nhân tố. Thứ nhất là do vị trí nội trí tuyến. Thứ hai là do sự hoạt động của các hoàn lưu gió mùa. Và thứ ba là do địa hình đón gió. Phần hướng dẫn về nhà, các em sẽ học bài, hoàn thiện nội dung ghi bài vào tập và chuẩn bị trước bài 32, các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô chào các em.